đến trong chương trình ẩm thực của Ninh Kỳ trước thì Hồng Phương cũng đã giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn cách thức chế biến món gan ngỗng hầm rượu vang. Và trong chương trình ẩm thực của Ninh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Nguyễn Tùng, đầu bếp của nhà hàng Đại Dương. Không biết là hôm nay anh Tùng sẽ chia sẻ với Hồng Phương cũng như là quý vị khán giả món ăn ở đây. Xin chào Hồng Phương và chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mình rất vui lại được gặp toàn thể mọi người và Hồng Phương. Hôm nay đến với nhà hàng mình lại muốn giới thiệu một món ăn tiếp là cũng là về ngỗng. Trước mình đã giới thiệu với Phương và toàn thể mọi người là món gan ngỗng sốt rượu vang. Hôm nay mình cũng chế biến từ thịt ngỗng, là mình muốn giới thiệu với toàn thể mọi người và Phương thưởng thức món là cổ ngỗng nhồi. Trước khi là sơ chế thì là mình lên lưu ý một điều với mọi người là tất cả ngỗng mình đã làm lông sạch và mình thui qua ngỗng để tạo cho cái độ giòn ra và cái độ thơm của ngỗng. Nhưng mà cổ ngỗng thì là mình làm cổ nhồi thì mình không thui. Muốn làm được món cổ này thì khi mà sơ chế thì mình cũng cần phải là lưu ý để cho cổ ngỗng nó không bị rách ra, bị dạn ra thì là mình sẽ không nhồi được cổ ngỗng. Mình lấy làm sao cho nó khéo cổ ngỗng ra thì nó sẽ không bị rách. Mình sẽ khứa hai đầu với ra và lột cổ ngỗng. Vậy là mình đã tiến hành lột được chiếc cổ ngỗng như thế này. Vâng, vậy thì trong cái phần cổ ngỗng này thì Phương thấy cũng có rất là nhiều mỡ này, rồi là đấy, thì chúng ta có cần phải sơ chế làm sạch hay như thế nào không ạ? Cái cổ này thì phần cổ bao giờ nó cũng có một ít mỡ và ít hạch, nên là mình sẽ tuốt làm sao mà không cho hạch dính vào, mà còn một cái phần nó dính vào mình sẽ lọc ra mỡ dặn. Như đây Phương nhìn thấy và quý vị nhìn thấy, cổ ngỗng mình đã lọc và rất sạch, còn một chút ở bên trên là mỡ bên trên thì mình sẽ lọc bớt cái phần mỡ ở bên trên ra. Sau khi tiến hành mình xong cổ ngỗng thì mình làm nhân để nhồi cổ ngỗng. Ở đây mình có chút thịt ba chỉ, mình chọn ít thịt ba chỉ nào đó nó vừa lạc vừa mỡ, thêm một chút sụn của lợn để ăn tạo cái độ giòn. Vì cái cổ ngỗng nó rất ít nên là mình sẽ định lượng. Thịt ba chỉ này mình mua khoảng một lạng, còn sụn này là mình mua khoảng nửa lạng, nên là đủ cho cái cổ ngỗng nhồi. Hành với cả rau thơm mình trộn đều vào. Sau khi mà băm thịt với sụn xong, mình cho một ít hành, hành tím trộn đều. Tiếp theo là mình cho gia vị. Ở đây gia vị mình thì mình cho một chút mắm này, khoảng nửa thìa mắm này. Dạ. Mình cho một chút mì chính này, bột ngọt. Cho chút tiêu bắp. Và mình trộn đều tất cả gia vị này để khoảng tầm 5 đến 10 phút cho nó ngấm. Trong khi thời gian chờ đợi thì mình thái một chút rau thơm. Sau khi quá trình mình tẩm ướp xong thì mình sẽ nhồi cổ ngỗng. Làm xong món cổ ngỗng rồi, bây giờ mình đưa vào quy trình là mình hấp trong vòng tầm khoảng đến 12 đến 15 phút là nó chín. Hấp xong đấy mình đưa ra mình nướng. Rất là thơm quý vị ạ, da ngỗng rất là giòn, sụn với thịt nó sần sật tạo nên một cái vị rất là lạ. Các cái gia vị mà ướp vào cái vị tiêu bắc ấy rất là thơm anh ạ. Đúng rồi. Cảm giác mềm nhưng mà lại không bị sai quá, độ giòn rất là tinh tế quý vị ạ.
Và hy vọng rằng với những chia sẻ của anh Tùng đến từ nhà hàng Đại Dương đã giúp cho quý vị và các bạn cũng như là Hồng Phương chúng ta đã có những công thức chế biến món ăn rất là đơn giản đúng không ạ? Đến đây thì chương trình ẩm thực Quảng Ninh kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!